Rồi em xin kính chào quý anh chị nha. Thì bây giờ em đang sống cho hôm nay hơi trễ nha anh chị. Hôm nay đại công tâm chủ nhật nha anh chị. Đó, ngày 10 tháng 9 nè. Chiều nay nè. Đó. Bữa nay tổng thống Mỹ Biden sẽ qua Việt Nam nha anh chị. Đó rồi. Số 76. Đó. Hôm nay mua vé số có gì thay đổi không? Ở Việt Nam có gì thay đổi không không quý vị? 23. Đó, đất nước thay đổi rồi mình cũng thay đổi luôn nha anh chị, mình trúng số luôn nha anh chị. 08 90 35 17 81 14 05 93 88 29 44 29 60 26 41 63. Rồi đây là Thượng Thiên Quế nha anh chị. Thượng Thiên Quế nè. 83 65 46 34 00. Đó. Thượng Thiên Quế đây một sắp là 20 tờ. Nam sắp là 100 tờ nha anh chị. Số này bên kia là Phú Yên ngày mai. Đó, ngày mai nha anh chị. Cái này là thôi em quay bữa nay thôi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Đây là số tài khoản, số điện thoại của em. Đó. Quy Ngọc Tài 0968 23 4712. Ngân hàng ở đi 3451220522326 nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha. Rồi, chúc cho anh chị chiều nay mua vé số may mắn nha anh chị.